Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bà Rịa Vũng Tàu kịp thời đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn. Báo động đỏ, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội, đối tượng mắc nhiều nhất là nhân viên văn phòng. Ninh Thuận lắp ráp hệ thống tua bin đầu tiên nhà máy điện gió Đồng Nai. Sôi động thị trường du lịch cho dịp lễ 2 tháng 9. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Văn Lê Hữu Đức, sinh năm 1982, trú tại Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, với tội danh giết người, và bị cáo Nguyễn Hữu Duy, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Bình Thuận, với tội danh gây rối trật tự công cộng. Điều đáng tiếc, vụ án này bắt nguồn từ một mâu thuẫn qua đường rất nhỏ. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2017, Văn Lê Hữu Đức tổ chức ăn nhậu ở Cam Thịnh Đông, Cam Ranh. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, nhóm của Đức ra ngoài mua kem ăn, đứng chắn hết phần đường, khiến chị Huỳnh Trần Thị Ngọc An không điều khiển xe máy qua được. Giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Sau đó, chồng chị An rủ Nguyễn Trọng Huân tìm Đức để đánh nhau. Trong lúc giằng co, Đức đã đâm Huân dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Đức ra đầu thú tại cơ quan công an. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Văn Lê Hữu Đức 17 năm tù về tội giết người, Nguyễn Hữu Duy 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, bị cáo Đức còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 145 triệu đồng và cấp dưỡng hai con nạn nhân 1 triệu đồng một tháng một cháu cho đến khi đủ 18 tuổi. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận ngư dân Trần Thành Minh, thuyền viên tàu cá BT97434TS, được tàu 743 Hải đội 922 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đóng quân tại phường 12 thành phố Vũng Tàu đưa vào bờ an toàn. Trước đó, tối ngày 21 tháng 8, tàu BT97434TS trên tàu có 6 thuyền viên làm nghề kéo cào đơn do ông Phạm Văn Lai, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre, làm tài công. Đã đánh bắt hải sản thì thuyền viên Trần Thành Minh bị vướng vào dây cào gãy hở khớp xương cổ tay trái. Sau khi được đưa vào giàn khoan Đại Hùng sơ cứu, nhân viên y tế của giàn khoan thông báo và nhờ lực lượng hải quân hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ để cấp cứu kịp thời. Nhận được tin báo, chỉ huy hải đoàn 129 hải quân đã khẩn trương điều tàu 743 tiến hành cấp cứu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân bị nạn và đưa cư dân về đất liền. Đến khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 8, tàu 743 cập cảng, hải đoàn 129 đã làm thủ tục bàn giao cư dân Trần Thành Minh cho lực lượng biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thuyền viên đã được đưa về bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu điều trị. Hiện sức khỏe thuyền viên này cơ bản đã ổn định. Tiếp theo là thông tin cảnh báo về y tế. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn ra đến mức báo động, thì mới đây, theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp với 14 quận huyện đang trong tình trạng báo động đỏ. Đáng lưu ý, theo như thống kê cho thấy, đối tượng mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là nhân viên văn phòng, chiếm 34%, tiếp sau đó là học sinh, sinh viên. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 21 tháng 8, thành phố Hà Nội đã chính thức trở thành nơi đứng đầu cả nước về số người mắc sốt xuất huyết với gần 20.000 ca mắc bệnh. Hiện nay tại Hà Nội có 14 quận huyện nằm trong mức báo động đỏ, bao gồm Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Trì, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Thường Tín và Hoàng Kiếm. Trong tuần vừa qua, số trường hợp mắc mới bệnh không tăng cao so với các tuần trước do có sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, thời gian tới công tác phòng chống dịch sẽ khả quan hơn. Hà Nội cũng đã thành lập 26.000 đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết, mỗi đội từ 2 tới 3 người, và 4.000 tổ giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết, mỗi tổ 2 người. Ngày 23 tháng 8, tại khu vực Đầm Nại thuộc địa bàn hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, công ty cổ phần TSV, doanh nghiệp đối tác của Việt Nam và tập đoàn The Blue Circle của Singapore đã tổ chức lắp ráp hệ thống tuabin đầu tiên của dự án điện gió Đầm Nại. Dự án điện gió Đầm Nại có tổng công suất 40 MW, gồm 16 trụ tuabin, loại tuabin 2,625 MW một tuabin, đường kính cánh quạt 114m do hãng Gemasa sản xuất. Đây là loại tuabin lớn nhất được lắp đặt và đưa vào vận hành tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Theo Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TSV, đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận được tổ chức thi công trong thời gian nhanh nhất. Dự kiến vào ngày 15 tháng 10, liên doanh sẽ đưa vào vận hành 3 tuabin với công suất khoảng 8 MW. Và giai đoạn 2 vận hành vào tháng 8 năm 2018. Dự án điện gió Đầm Nại khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2017, được xây dựng trên diện tích 9,6 hectare với tổng vốn đầu tư khoảng 80 triệu đô la.
Hơn 2 tháng qua, tàu thuyền chuyên đánh bắt cá cơm của ngư dân thành phố Phan Thiết liên tục cập bến với sản lượng cao. Càng về cuối vụ cá Nam, lượng cá cơm áp lộng càng nhiều, giúp ngư dân khai thác hiệu quả. Đây là thành quả sau một đêm dỗ đeo ra khơi tại vùng biển phía Nam Bình Thuận của tàu cá do ngư dân Nguyễn Ngọc Thơm, phường Đạt Đạo làm chủ. Trong thời tiết thuận lợi cộng với đàn cá nổi xuất hiện nhiều nên chuyến ra khơi này, ông Thơm và các bạn thuyền khai thác được loại cá cơm có kích thước lớn, còn khá tươi nên được thương lái thu mua ở mức ổn định. Bữa nay có bữa thì cũng nhiều, có bữa thì ít, đây được tăng giữ cũng được, kiếm ăn được. Theo thống kê, trên tàu địa bàn Phan Thiết từ cuối tháng 7 đến nay khai thác hải sản đạt 7.590 tấn, trong đó cá là 4.950 tấn, tôm 440 tấn, mực là 850 tấn, còn lại là các loại hải đặc sản khác. Giá thu mua ổn định, sản lượng khai thác đạt khá, giúp cư dân chuyên về nghề đánh bắt cá cơm tại Phan Thiết hết sức phấn khởi. Dự báo trong thời gian cuối vụ Nam, các đàn cá nổi sẽ còn tiếp tục áp lộng, đem lại tín hiệu vui cho vụ khai thác hải sản năm 2017. Trong những ngày vừa qua, mưa lũ đã về ở miền Tây Nam Bộ. Mùa lũ năm nay, học sinh vùng lũ không còn chạy lũ, chất lượng dạy và học đều được đảm bảo. Đây là niềm vui của nhiều địa phương đầu nguồn tỉnh An Giang khi năm học mới đã về. Để có được niềm vui này, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai việc đưa người dân lên sống ở các cụm tuyến dân cư vượt lũ trong nhiều năm liên tục. Bên cạnh đó là sự quan tâm chăm sóc của ngành giáo dục, của hệ thống chính trị cơ sở. Từ ngày 21 tháng 8, cùng với cả nước, học sinh các huyện đầu nguồn tỉnh An Giang đã đồng loạt đến trường, không ngại dòng nước từ thượng nguồn đang lên cao. Ở các cụm tuyến dân cư vượt lũ, giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh, nơi việc đi lại của các em dễ dàng hơn trước. Từ lên tới cái tuyến dân cư tới bây giờ thì theo đường xá, lộ bọng, học sinh đi học không bị lũ lụt, thầy cô cũng là đi tới lui động viên học sinh. Nhờ địa phương đưa dứt cháu tôi đi học rồi, chứ chuồng nhỏ đưa qua sông cũng khó, rất khó khăn. Đưa là cái chuồng lớn kia cũng đỡ hơn cái vụ mà chuồng nhỏ mình đưa qua sông. Không còn lo chạy lũ, các em học sinh vùng đầu nguồn sẽ theo sát chương trình giáo dục phổ thông của cả nước, chất lượng dạy và học được đảm bảo hơn. Các bậc phụ huynh cũng yên tâm tập trung cho việc mưu sinh trên đồng nước. Những ngày vừa qua, câu chuyện điểm chuẩn vào các trường sư phạm thấp trong bối cảnh mặt bằng điểm thi năm nay rất cao đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định kể từ năm sau sẽ sử dụng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào. Hiểu nôm na là sử dụng điểm sàn riêng để kiểm soát đầu vào của khối sư phạm. Vậy việc áp dụng điểm sàn có phải là cách để giải quyết căn cơ chất lượng đầu vào cho các trường sư phạm hay không? Điểm sàn thấp kỷ lục nhưng vẫn tuyển sinh khó là vấn đề chung của các trường sư phạm mùa tuyển sinh năm nay. Lo ngại về vấn đề chất lượng đầu vào, từ năm 2018, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ quy định điểm sàn riêng đối với các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, phương án điểm sàn riêng có vẻ đã giải quyết được những bức xúc đang nóng trong dư luận về đào tạo sư phạm, nhưng đây chỉ là ngọn của vấn đề. Còn về căn cơ, rõ ràng nếu ngành sư phạm tiếp tục ế ẩm, học xong không có đầu ra, dư thừa giáo viên, thì việc nâng điểm sàn sẽ không ý nghĩa. Chúng ta cứ loay hoay bàn điểm sàn, bàn cái đích đến, nhưng mà cái điều kiện để đến với nó thì không có, thì làm sao mà dẫn luồng được. Tức là học sinh ra trường vẫn thất nghiệp, học sinh ra trường với cái đường lương ít ỏi như thế, không kiếm sống được. Mà trong nền kinh tế thị trường thì tất nhiên người ta phải đến những nơi nào có điều kiện để người ta phát triển. Là siết chặt đầu vào, mà chúng ta không đặt cái bài toán để giải quyết những trường hợp mà dôi dư, rồi những trường hợp mà chỗ việc làm, thì tôi cho rằng không đủ. Mà tới đây trong vòng 1-2 năm tới thì chính cái nhiệm vụ giải quyết cái dôi dư với lại cái không có việc làm là vấn đề quan trọng. Còn cái siết chặt thì tôi nghĩ là cũng là rất quan trọng, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Để có một sinh viên sư phạm giỏi ra trường trở thành một nhà giáo giỏi, gắn bó, cống hiến với nghề thì phải làm tốt cả ba khâu: đào tạo bồi dưỡng, tuyển chọn sử dụng và cuối cùng là đãi ngộ. Trong đó, ngành giáo dục chỉ có nhiệm vụ ở khâu đầu tiên, làm thế nào để thu hút được người giỏi vào ngành là câu hỏi không chỉ riêng ngành giáo dục giải hết được. Thưa quý vị, sự việc nam ca sĩ Ngọc Sơn được trao tặng bằng khen phong tặng danh hiệu giáo sư âm nhạc vừa qua đã dấy lên một làn sóng phản đối của những nhà nghiên cứu nghệ thuật cũng như khán giả yêu âm nhạc. Vậy thực hư của chức danh giáo sư âm nhạc này là gì? Trước những ồn ào xoay quanh câu chuyện phong tặng chức danh giáo sư âm nhạc, phía đại diện Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cho biết, chức danh giáo sư âm nhạc do phía Ngọc Sơn tự khai báo. Cường đại, đại diện truyền thông của ca sĩ Ngọc Sơn cho biết, học vị giáo sư là do nhà nước yêu mến phong tặng. Chỉ trong câu trả lời về danh hiệu này, giữa đơn vị cấp bằng, ba người được phong tặng lại có nhiều bất nhất.
Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết hiện không có chức danh giáo sư âm nhạc, mà chỉ có giáo sư chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc hoặc giáo sư chuyên ngành âm nhạc học. Thêm vào đó, nhà nước có một hội đồng học hàm do Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực. Hàng năm, hội đồng sẽ họp xem xét phong giáo sư, không có bất cứ tổ chức cá nhân nào được thay thế hội đồng này làm việc đó. Như vậy, việc Hội đồng Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cấp bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn là đúng chức năng, nhưng với học hàm giáo sư là không đúng. Thế kỷ, để làm rõ hơn về vấn đề này, các bên cần có những câu trả lời rõ ràng và xác đáng đến công chúng để tránh tình trạng gây bất bình cho người yêu nhạc. Ngày 22 tháng 8, Công an của quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Vững, sinh năm 1986, quê quán tại Phú Thọ, vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng người đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản. Qua quá trình điều tra, xác minh cho thấy, tháng 7 năm 2016, Nguyễn Huy Vững thuê nhà trên đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để lập văn phòng tư vấn xuất khẩu lao động với thủ đoạn tinh vi và vỏ bọc bên ngoài hoàn chỉnh để tạo lòng tin. Vẫn hứa hẹn làm thủ tục đưa người lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản trong vòng 6 tháng và ký hợp đồng nộp tiền đặt cọc từ 2.500 đô la Mỹ đến 4.500 đô la Mỹ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Huy Vững khai nhận, từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, Vững đã chỉ đạo nhân viên nhận hồ sơ và thu tiền của khoảng gần 200 lao động. Đến nay, đã có 70 lao động đến cơ quan công an trình báo về số tiền ban đầu Vững thu, số tiền hơn 5 tỷ đồng nhưng không làm được cho trường hợp nào. Hiện cơ quan công an Bắc Từ Liêm vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định. Ninh Thuận là vùng khô hạn nhất cả nước và những năm gần đây do biến đổi khí hậu nên tình trạng hạn hán diễn ra khốc liệt hơn, nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp ngày càng khan hiếm và do đó nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm để sản xuất thích ứng với điều kiện thiếu nước. Mía là cây trồng chủ lực của nông dân xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, thế nhưng do hệ thống thủy lợi chưa được xây dựng đồng bộ nên hơn 70% diện tích mía ở đây phải dựa vào nước trời. Do vậy, để đảm bảo sản xuất hiệu quả, ông Phát Bỉ đã đầu tư hàng chục triệu đồng để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và dàn tưới phun mưa cho 3,5 hectare mía của mình. Hệ thống này giúp giảm lượng tưới, giảm chi phí lao động, nhưng năng suất mía tăng cao hơn. Theo như tôi nghĩ mà bên súng bắn này là do coi khỏi cái công, tiết kiệm cái công, đỡ tốn tiền công. Dù ngày tôi chạy một mẫu là tôi chỉ cần vô một chập thôi, tôi bật năng lượng lên, tôi chạy 2 bét là 30 van chạy một ngày. Năm 2011, tổ chức IDE và Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận triển khai dự án xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm cho dân kẹo Nam Trung Bộ tại xã theo phương thức tưới phun mưa và nhỏ giọt trên một số loại rau màu ngắn ngày như hành lá, củ cải trắng, cà chua. Kết quả là tiết kiệm được nguồn nước tưới, chi phí sản xuất, tăng năng suất cây trồng. Hiện nay, khoảng 95% diện tích rau an toàn của địa phương được người dân áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước. Áp dụng cái mô hình này, tức là mô hình tiết kiệm nước này, nói chung là nó đỡ hơn, nó bớt tiền mình, tức là điện, tiền điện. Một nữa là công cán này nọ, tức là nó cũng ít cỏ cho mình. Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm là giải pháp thích ứng với sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, khó khăn của nông dân là bà con đang thiếu vốn đầu tư vào hệ thống tưới tiết kiệm một cách đồng bộ để tăng tính hiệu quả. Do đó, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ, giới thiệu các mô hình trình diễn để người dân lựa chọn áp dụng vào sản xuất. Thành phố Nha Trang, tại khu vực đang thi công đường ống dẫn nước ngầm xuyên qua sông Cái. Cơ quan chức năng ngay sau đó đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem đã gây ách tắc cục bộ giao thông trên cầu Xóm Bóng. Lực lượng dân quân địa phương kịp thời có mặt để điều tiết giao thông. Qua xác định, nạn nhân là anh Lê Anh Hùng, 20 tuổi, trú tại đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, là nhân viên công ty xe buýt Quyết Thắng, Nha Trang. Theo lời kể của mẹ nạn nhân, thì anh Hùng đi làm nhưng hơn 2 ngày nay không thấy về nhà. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra để làm rõ về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Tối 23 tháng 8, tại thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ va quẹt giữa hai chiếc xe máy đi cùng chiều. Sau đó, người phụ nữ đi trên xe Eplex ngã ra đường và bị một xe tải đi từ phía sau cán tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 23 tháng 8, chị Trần Thị Hát, 32 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, điều khiển xe Eplex mang biển kiểm soát 43D1-148XX, lưu thông trên đường Trần Văn Thái hướng đi Tôn Đức Thắng. Lúc đến gần nút giao thông Hoàng Văn Thái, Tôn Đức Thắng, thì bất ngờ xảy ra va quẹt với một chiếc xe máy khác đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ này ngã ra đường, bị xe tải đi từ phía sau lên cán qua, người tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao lại cho gia đình để đưa về lo hậu sự. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cuối chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Lễ 2 tháng 9 năm nay rơi vào các ngày cuối tuần, hứa hẹn sẽ là một kỳ nghỉ lý tưởng cho những ai thích đi du lịch. Với nhiều điểm đến thú vị và nhiều chương trình khuyến mãi, các công ty lữ hành luôn mong muốn mang đến cho du khách những chuyến đi tuyệt vời nhất. Những tour trong nước ngắn ngày được các công ty chú trọng đẩy mạnh trong dịp lễ 2 tháng 9 này. Kỳ nghỉ này đúng vào dịp mùa thu nên một số điểm đến như Sapa, Hà Nội, Đà Lạt vốn không khí mát trong nên thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch. Giá vé máy bay cũng đang trong giai đoạn biến động theo xu hướng tăng cao, nên một số tour như Đà Nẵng, Phú Quốc cũng tăng nhẹ về chi phí. Nhưng không đáng kể, các công ty lữ hành đã cân bằng và gia giảm chi phí sao cho thuận lợi nhất đối với khách hàng. Tình hình đăng ký năm nay á, thì tour nước ngoài đó thì những tour Đài Loan, Nhật Bản nè, với lại cái tour đi Hàn Quốc á, thì bên chị bán hầu như là full trước đây mấy tháng rồi đó. Thì về cái coi như so với năm ngoái là đạt cũng khoảng độ tầm là 20-30%. Còn về du lịch trong nước đó thì hiện tại đó là cũng đang bán rất là tốt, và cái tỷ lệ mà nó tăng lên khoảng độ tầm 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các công ty còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi đến kèm khi đặt tour, chẳng hạn như giảm giá cho nhóm trên 5 người, tặng buffet chay cho khách đăng ký tour nội địa. Từ ngày 14 tháng 8 đến hết 2 tháng 9, giá cả cho các tour du lịch cũng đa dạng tùy vào lộ trình và số ngày lưu trú. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tour như Đà Lạt, Phú Quốc, miền Tây, giá chỉ dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Còn các tour đến miền Bắc hoặc miền Trung, giá trung bình khoảng 4 triệu đến 7 triệu đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Đổi mới chuỗi cung ứng thịt heo theo định hướng quốc tế. Ninh Thuận cứu sống một bệnh nhân ngộ độc nặng do ăn phải ốc có độc tố mạnh. Khánh Hòa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh. Sản xuất an toàn để thu hút người tiêu dùng.